Ở thời điểm hiện tại, có thể nói rằng Quang Hải được ra sân cho Pro FC sẽ là ngày mà hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam trông ngóng. Niềm tin đó càng được khẳng định khi sắp tới đây, Pro FC của Hải Con sẽ chuẩn bị cho mùa bóng mới bằng một loạt trận giao hữu. Kể từ khi tiền vệ sinh năm 1997 gia nhập đội bóng của Lichu, những tín hiệu tích cực cứ được báo cáo về không ngớt trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Mới đây trên trang cá nhân của mình, người đại diện của Nguyễn Quang Hải là Nguyễn Đắc Văn tiếp tục lan tỏa tin vui cho người hâm mộ bằng một status phấn chấn. Hãy nỗ lực từng buổi tập, từng ngày, chú có thể làm được tất cả, cực thế nào cũng được. Riêng bóng đá thì chú chịu, người ta cố gắng một, mình phải cố gắng gấp nhiều lần. Hay là người đầu tiên ra sân và nên là người cuối cùng rời sân. Và tóm lại là mình phải luôn hạnh phúc với những gì mình làm. Quang Hải hiện đang cùng Pro FC tập huấn tại Saint Paul Les Ducks từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7, nơi cách thành phố Paul khoảng 100 km. Trong buổi tập ngày 4 tháng 7 vừa qua, tiền vệ sinh năm 1997 đã thực hiện một pha kiến tạo, rồi sau đó tự mình có được một bàn thắng. Pha ghi bàn này được mô tả là đẹp mắt và vô cùng ấn tượng. Trước đó ở buổi tập hôm 2 tháng 7, Quang Hải cũng ghi điểm với một pha chọc khe chất lượng để đồng đội lập công. Ở từng buổi tập luyện, Quang Hải đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với các đồng đội trong bài tập phối hợp đạt bật. Huấn luyện viên Didier Tholot chia các cầu thủ ra thành 3 nhóm thi đấu đối kháng. Lần lượt hai đội sẽ đấu với nhau, đội nào thủng lưới trước sẽ rời sân cho đội còn lại vào. Các lượt đấu cứ luân phiên hạn định trong khoảng 90 phút. Quang Hải được xếp vào vị trí sở trường là tiền vệ công. Ngôi sao đội tuyển Việt Nam ghi điểm mạnh với khả năng cầm bóng, đi bóng và chuyền bóng hết sức tự tin và không hề tỏ ra e dè trước các hậu vệ cao lớn. Khả năng chọn vị trí cũng giúp cho Quang Hải thường xuyên có bóng ở tư thế thuận lợi và tung ra những đường chuyền chất lượng. Dù là tính chất của một buổi tập, nhưng với màn thể hiện ấn tượng đó, Quang Hải đã bước đầu thể hiện được giá trị thực tiễn của mình. Chính huấn luyện viên trưởng Didier Tholot cũng đã dành lời khen cho cầu trò. Những gì Quang Hải thể hiện trong các buổi tập cho thấy cậu ấy đang hòa nhập rất nhanh. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cá nhân cậu ấy và câu lạc bộ. Hy vọng Quang Hải có thể tái hiện điều đó cho những lần được trao cơ hội. Từ lâu, sân tập đã trở thành văn hóa truyền thống của bóng đá châu Âu. Người ta có thể nhìn không khí của một buổi tập để đánh giá sức mạnh chuyên môn lẫn sự đoàn kết của tập thể đó. Ngoài ra, huấn luyện viên với tư cách là một người quản lý có thể dễ dàng nhận ra thái độ lẫn trình độ của những quân bài mình có trong tay. Nhiều chiến lược gia hàng đầu tại lục địa già coi trọng sân tập, không thua kém gì các trận đấu chính thức. Tiêu biểu như Erik ten Hag, ông đến Carrington lúc 8 giờ và đẩy một giáo án tập luyện khủng để các cầu thủ phải tuân theo. Ở động thái ngược lại, các ngôi sao Quỷ Đỏ cũng gồng mình tập luyện để thể hiện mình trước ông thầy người Hà Lan, từ đó tìm kiếm cho mình một vị trí trong đội chính thức. Nhìn vào thực tế này, chúng ta mới thấy được những bàn thắng hay kiến tạo của Quang Hải cho các buổi tập không hề tầm thường như cách đánh giá thông thường của các anti-fan. Do đó, thay vì xem nhẹ tính chất của thứ cơ bản, chúng ta nên học cách tán dương những chuyển biến tốt đẹp mà Hải Con đang có, dù cho đó là trận đấu giao hữu hay một buổi huấn luyện đơn thuần. Ở đội bóng mới, tiền vệ quê Đông Anh đang nỗ lực từng ngày về khả năng chuyên môn lẫn đẩy nhanh tiến độ hòa nhập với các đồng đội. Vì điều tiên quyết để thành công tại đất khách quê người là phải nhập ra tùy tục ở môi trường mình lựa chọn. Ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải cho biết, tiền vệ này thường là người đến sân tập sớm nhất và về muộn nhất đội.